Bộ Giao thông Vận tải loay hoay chưa tìm ra phương án giải quyết bất cập về 8 trạm thu phí của các dự án BOT đặt sai vị trí khiến dư luận bức xúc. Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, số cấp phó nhiều hơn quy định đang là thực tế diễn ra trong biên chế cán bộ công chức hiện nay của Đà Nẵng. Bộ Công Thương vừa yêu cầu chuyển hồ sơ vụ khai siêu sang cơ quan điều tra do khai siêu có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật hình sự. Nhà Trắng đã kêu gọi nước Mỹ tiến hành các cải cách hệ thống nhập cư sau vụ nổ tại New York. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ lệnh cho quân đội Nga rút quân khỏi Syria về nước. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tối ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, sẽ lộ rõ những ai đứng đằng sau các dự án BOT. Đó là khẳng định của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trong buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức vào sáng nay tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Trước những vấn đề bức xúc mà cử tri quận Sơn Trà nêu ra, ông Trương Quang Nghĩa thông tin. Ngoài việc thanh tra kiểm toán các dự án BOT, hiện vấn đề trên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đang giám sát dự án quốc lộ 1 và có các vấn đề BOT sẽ được quan tâm. Ông Nghĩa cũng khẳng định chủ trương đầu tư theo hình thức BOT là đúng vì nguồn lực nhà nước còn hạn chế, trong khi nguồn lực xã hội còn rất nhiều. Các nguồn lực được huy động chủ yếu là từ ngân hàng. Với cái mức lãi vay của và cho vay của ngân hàng thì thực ra nếu như tư nhân mà họ có một cái cơ chế huy động đóng góp thì họ sẵn sàng bởi vì tỷ lệ như thế tương đối là cao. Nhưng mà thực tế các dự án BOT vừa rồi là đều vay ngân hàng. Các cái rủi ro về tài chính cũng rất là lớn. Hiện nay là chính phủ đang tập trung đề xuất các cái giải quyết, rà soát tất cả. Hai việc lớn nhất liên quan đến BOT trong thời gian tôi làm bộ trưởng. Đó là dừng lại, rà soát, đánh giá tất cả và đưa ra cái mức phí cho phù hợp với tất cả cái hệ thống. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tập trung làm quyết toán. Làm quyết toán. Thì khi đưa ra cái quyết toán thì nó sẽ phản ảnh một số vấn đề. Chi tiêu nó ra làm sao? Cái quan hệ nó thế nào? Dự án ấy là của ai? Của anh hay của em hay là của ai thì nó lộ hết ra. Cũng theo ông Trương Quang Nghĩa, các dự án BOT thời gian tới vẫn tiếp tục được triển khai, nhưng sẽ không như cách làm vừa qua. Việc giải quyết hậu quả BOT còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Ông Nghĩa cho rằng, các dự án BOT vừa qua thể hiện sự nóng vội của Bộ Giao thông Vận tải và cả tính phong trào. Ngày hôm qua, tình trạng tài xế dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí trên quốc lộ 5 đoạn qua huyện Văn Lâm, Hưng Yên tái diễn khiến các phương tiện ùn tắc kéo dài. Cho tới ngày hôm nay thì câu chuyện này đã hạ nhiệt, thế nhưng không loại trừ sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Đây là số tiền lẻ mà trạm thu phí số 1 quốc lộ 5 đoạn qua Văn Lâm, Hưng Yên thu được trong ngày hôm qua 11 tháng 12. Theo tính toán của đơn vị quản lý này thì lượng tiền lẻ này có thể sẽ còn nhiều hơn trong những ngày tới. Trước đó vào tháng 9 năm nay, tình trạng tài xế sử dụng tiền lẻ đã bắt đầu xuất hiện. Bây giờ lực lượng chức năng ở đây cũng có cảnh sát thôi, chắc tự nếu mà ùn tắc mà có quy định theo cái nghị định 16 ấy, thì chúng tôi sẽ xả trạm. Còn nếu bình thường mà chỉ ùn tắc khoảng 100m, 200m thì chúng tôi phân làn luôn thôi. Để đảm bảo cái việc điều hành và chống ùn tắc giao thông ở đây, thì lực lượng chức năng cũng đã điều xe cứu hộ túc trực ở đây 24/24. Nếu như xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông thì xe cứu hộ sẵn sàng kéo phương tiện có sự cố trong làn xe của trạm ra khỏi để đảm bảo giao thông. Theo ghi nhận, ngày hôm qua đã có 29 lượt xe trả tiền lẻ, trong đó xe dừng đỗ lâu nhất là 19 phút. Tình trạng này đã gây ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm. Nhiều lái xe khẳng định việc làm của họ là để phản đối việc đặt trạm thu phí Văn Lâm sai vị trí. Nhà mỗi một lần là tôi đưa con đi học là qua trạm thu phí lượn đi lượn lại là tôi mất 80.000. Mà bây giờ 80.000 là tôi ăn được 3 bát phở. Mà bây giờ như ngày hôm nay là hết tiền, lấy cả tiền đi chùa của vợ. Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính, đơn vị quản lý quốc lộ 5 vừa trình Bộ Giao thông các phương án giảm phí lưu thông trên tuyến đường này. Theo đó, mức phí được đề xuất giảm là từ 5.000 đến 20.000 đồng cho các loại phương tiện. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng của Bộ Giao thông Vận tải.
Thống kê của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy hiện có 8 dự án BOT đặt sai vị trí, nghĩa là làm đường một nơi, thu phí một nẻo, dưới chiêu bài nâng cấp, cải tạo thêm để mở rộng vùng dự án. Điều đó đã tạo nên những bức xúc trong dư luận, khiến người dân kịch liệt phản đối. Vậy làm sao để đưa trạm thu phí về đúng vị trí của các dự án BOT là bài toán mà chính bản thân Bộ Giao thông Vận tải cũng đang khó tìm lời giải. Mặc dù thuộc dự án BOT Thái Nguyên Chợ Mới, thế nhưng trạm thu phí BOT Bờ Đậu lại nằm trên quốc lộ 3 đoạn qua huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trước sự vô lý này, dù chưa thu phí, thế nhưng đã nhiều lần người dân và doanh nghiệp diễu hành để phản đối trạm thu phí. Nhân dân cũng như là tất cả các cái doanh nghiệp, người ta đều rất bức xúc, bởi vì các anh ấy không làm đầu tư được thứ gì cả mà các anh đè ra thu phí. Cái này đặt cái trạm đây rất là bất hợp lý, bởi vì là từ trước nay cái đường này là có lâu đời rồi, mà cái BOT thì người ta đúng là phải sửa chữa và nâng cấp toàn bộ nên mới đặt trạm. Nhưng đây đặt trạm rất vô lý, nếu mà tiếp tục thu thì dân người ta sẽ không đồng tình. Lo ngại sẽ vấp phải phản ứng những gì đã xảy ra tại BOT Cai Lậy, mới đây tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất di dời trạm thu phí Bờ Đậu. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án này cho rằng nếu di dời sẽ phá vỡ phương án tài chính và sẽ đưa doanh nghiệp đến bờ vực phá sản, bởi gần một năm qua họ đang phải tự bỏ tiền ra để trả nợ ngân hàng. Đến thời điểm hiện nay thì doanh nghiệp dự án đã phải trả nợ cho ngân hàng. Đến thời điểm này, từ thời điểm tháng 7 2017 đến tháng 8 2017 là 120 tỷ. Ở điểm nóng BOT Cai Lậy đã có không ít ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, đặc biệt là từ chủ các phương tiện giao thông đề xuất rời trạm thu phí về tuyến tránh, nhưng cả chủ đầu tư và ngành quản lý đều không chấp thuận. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang đếm phương tiện qua trạm cũng như đưa ra các phương án giải quyết, thế nhưng chưa thấy phương án nào khả thi. Phương án nào nó cũng có cái ưu điểm và cái nhược điểm, nó phụ thuộc vào cái tính toán giữa cái nhà đầu tư cũng như đảm bảo được cái hoàn vốn cho ngân hàng cũng như về lợi ích của người dân. Thì chúng ta, theo tôi là tất cả thì chúng ta phải cùng, thứ nhất nhà đầu tư thì làm cũng phải có cái chia sẻ, nhưng mà người dân cũng phải chia sẻ. Nếu không có BOT mà chúng ta thì không bao giờ có cái hạ tầng tốt để đảm bảo giao thông cũng như an toàn cho con người. 8 dự án BOT đặt sai vị trí đang phải đối mặt với nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông do người dân phản ứng. Dù Bộ Giao thông Vận tải cũng như chủ đầu tư các dự án này có giải thích lẫn đề nghị thông cảm chia sẻ gì đi chăng nữa, thì nghịch lý vẫn tồn tại. Chỉ khi nào giải quyết nghịch lý, có nghĩa là đặt đúng vị trí của trạm thu phí, thì lúc đó chắc chắn sẽ chấm dứt cảnh giằng co trả tiền lẻ như thế này. Sau khi được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải, trạm BOT Bàn Thạch đặt tại huyện Tuy An, Phú Yên đã thực hiện giảm 100% giá vé cho một số loại xe qua trạm. Các phương tiện được giảm 100% giá vé là xe loại 1, bao gồm ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn của xã An Dân, huyện Tuy An và phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, là hai địa phương thuộc vùng phụ cận với trạm thu phí. Các loại xe buýt vận tải khách công cộng, xe vệ sinh môi trường và xe công vụ thuộc cơ quan nhà nước của huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu, xe của một số lãnh đạo tỉnh ủy và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, tổng cộng có 131 xe được miễn phí hoàn toàn tiền vé. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, có những phòng 3 cán bộ thì 2 người là lãnh đạo, chỉ còn 1 người là nhân viên, hoặc có nhiều sở có số lượng cấp phó vượt so với quy định. Đây là thực trạng đang diễn ra trong biên chế cán bộ công chức hiện nay của thành phố Đà Nẵng. Đơn vị này là một trong các cơ quan của Đà Nẵng đang diễn ra tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Theo giải thích, do tăng chức năng nhiệm vụ và thành lập thêm cấp phòng nên cứ theo biên chế quy định mà bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo. Những cái tổ chức bên trong, cấu thành bên trong, mình chia nhỏ cái tổ chức. Thế thì số lượng người trong một cái đơn vị, một cái tổ chức nhỏ như thế nó ít. Nhưng trong khi đó thì cái quy định cho phép là một cái đơn vị không phân biệt nhỏ lớn. Thế thì cũng có là anh thủ trưởng rồi các anh phó giúp việc như thế, ví dụ 2-3 người trong một cái phòng thì đương nhiên có, thậm chí có phòng có 2 người như thế thì họ đương nhiên, họ mặc nhiên họ có quyền họ bổ nhiệm thêm cấp phó để giúp việc. Tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên không phải là hiếm ở Đà Nẵng.
Trong một đợt tổng rà soát mới đây tại 72 cơ quan đơn vị, Sở Nội vụ địa phương này đã phát hiện 16 người có chức danh cấp phó vượt quy định. Tức là có những sở ngành chỉ cần 3 cấp phó, nhưng lại bổ nhiệm đến 4 hoặc 5 cấp phó. Cách tổ chức này không biết đã mang lại hiệu quả gì trong công tác điều hành của chính quyền. Tuy nhiên, sức ép về biên chế, về bộ máy thì ai cũng thấy rõ. Qua cái giám sát của chúng tôi thấy là từ 2015 cho đến 2017 thì thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai khá tốt cái mục đích và cái yêu cầu này. Giai đoạn 2015 và 2017 thì đã tinh giảm và thu hồi được 244 biên chế và người lao động. Trong đó là thu hồi 66 biên chế hành chính. Và dự kiến trong năm 2018 thì thành phố cũng sẽ tiến hành tinh giảm và thu hồi từ 30 đến 40 biên chế hành chính. Hiện tại thành phố Đà Nẵng đã nhìn nhận được những bất hợp lý của tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên đang tồn tại. Giải pháp đang được đưa ra để xử lý là sẽ sắp xếp lại các đơn vị tổ chức rà soát các đơn vị có chức năng giống nhau. Tuy nhiên, khi đã bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thì việc xóa bỏ không hề đơn giản. Việc khó khăn hiện nay là làm công tác tư tưởng đối với cái đối tượng mà sắp đến vô dư. Thứ hai nữa là các cái chức danh khi vô dư ra sắp xếp. Thì đây là cái việc rất là khó khăn. Sau khi bổ nhiệm và tổ chức cán bộ không hợp lý, lúc này chính quyền Đà Nẵng đang tiến hành tinh giảm biên chế theo tinh thần của Trung ương với mục tiêu là đến năm 2021 sẽ giảm 20% biên chế. Tuy vậy, có thực hiện được hay không và làm cách nào để giải quyết việc lãnh đạo nhiều hơn nhân viên ở một số đơn vị còn là câu hỏi lớn. Vụ việc về ông Trịnh Xuân Thanh được dư luận biết đến từ tháng 6 năm 2016. Lúc đó thì người phụ trách vụ chính quyền địa phương không phải là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Sau đó thì Bộ Nội vụ đề nghị vụ chính quyền địa phương báo cáo lại bút tích của Bộ thời điểm đó thì bị thất lạc. Đây là thông tin tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do Bộ Nội vụ tổ chức chiều nay. Tại cuộc họp báo, trước câu hỏi về hồ sơ Trịnh Xuân Thanh và lộ lọt thông tin tại Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho rằng Bộ đã trả lời nhiều về vấn đề này trong 3 lần tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7, tháng 8 và tháng 11. Ông Nguyễn Duy Thăng cho biết thêm, khi có chuyện Trịnh Xuân Thanh đi xe biển xanh hồi tháng 6 2016, Tổng Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Cái thời điểm tháng 6, cá nhân tôi là không có phụ trách vụ chính quyền địa phương nữa. Tháng 15 tháng 4 năm 2016 cho đến nay, đồng chí Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phụ trách vụ chính quyền địa phương. Thì tôi có báo cáo Bộ trưởng đề nghị vụ chính quyền địa phương báo cáo lại cái hồ sơ đó để xem cái bút tích của lãnh đạo bộ phê như thế nào và cái đề xuất của vụ chính quyền địa phương về cái trường hợp này như thế nào. Thì lúc đó anh em báo là không tìm thấy. Ông Nguyễn Duy Thăng khẳng định rồi đang đề nghị Bộ Công an vào điều tra. Trường hợp thấy có vấn đề thì phải truy tố. Đây là hồ sơ cán bộ, phải đảm bảo đúng quy định lưu trữ. Trước việc Ủy ban kiểm tra yêu cầu Bộ Nội vụ bảo mật thông tin cuộc họp ngày 28 tháng 11 năm 2016, ông Nguyễn Duy Thăng cho rằng không hiểu nhà báo đã lấy thông tin ở đâu. Trước việc có 9 người của Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh vụ phó tại Bộ, vụ tổ chức cán bộ cho biết các trường hợp này đều được lựa chọn đúng quy định. Hiện Bộ đã tiến hành cho các thí sinh thực hiện viết đề án để hội đồng xem xét, chấm. Sau khi có kết quả, sẽ tiến hành bổ nhiệm. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng lúng túng trong việc tìm giải pháp ngăn chặn nguồn thực phẩm bẩn. 15 tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em nhưng chưa có đoàn thể nào chịu trách nhiệm trong vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành. Khoảng hơn 10 giờ sáng nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho phế liệu của một cơ sở chế biến hải sản ở thành phố Vũng Tàu. Đặc biệt là địa điểm cháy ở gần đường điện cao thế khiến toàn thành phố phải cắt điện.
Nơi xảy ra cháy là công ty cổ phần thủy sản Phước Cơ ở phường 12 thành phố Vũng Tàu. Theo các công nhân, lúc đầu ngọn lửa nhỏ phát ra tại kho phế liệu. Do kho chứa các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và cháy lớn. Địa điểm cháy nằm ngay vị trí trụ điện số 16 của đường dây cao thế 220 kV Bà Rịa Vũng Tàu và đường dây hạ thế 110 kV Bà Rịa Vũng Tàu. Ngọn lửa cháy lớn đe dọa sự an toàn của hai tuyến đường dây điện này. Vì vậy, ngành điện phải tiến hành cắt điện để chữa cháy. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã điều 10 xe chữa cháy của các đội chữa cháy số 1, 2, 3 và xe chữa cháy hai đơn vị là Vietso Petro và PV Oil hỗ trợ chữa cháy. Hiện ngành chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa. Bộ Công Thương vừa yêu cầu chuyển hồ sơ vụ khai siêu sang cơ quan điều tra do khai siêu có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật hình sự. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Công Thương hoàn tất kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Đức. Sau khi kiểm tra, Bộ Công Thương kết luận công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Đức, chủ thương hiệu khai siêu đã có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng. Theo kết quả giám định chất lượng sản phẩm dệt may đối với một số mẫu sản phẩm của công ty, thành phần nguyên liệu trong sản phẩm khác với thành phần nguyên liệu được ghi trên nhãn. Thực chất là không có thành phần siêu, trong khi nhãn hàng ghi 100% siêu, tức là lụa. Công ty cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn, có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2006-2009, công ty có nhập khẩu các sản phẩm thời trang từ Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2009 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017, công ty không còn thực hiện các hoạt động nhập khẩu các mặt hàng thời trang. Từ năm 2012 đến nay, công ty cũng không tiến hành hoạt động sản xuất, gia công hoặc đặt gia công các sản phẩm thời trang của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước. Công ty chủ yếu mua các thành phẩm từ các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khác trên thị trường về gắn một trong ba nhãn hàng hóa khai siêu Resisted, khai siêu cách điệu và khai siêu Made in Việt Nam để kinh doanh trên thị trường. Thực phẩm bẩn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc được tích trữ để đưa đến các quán nhậu hay là quán cơm bình dân. Thực trạng này ngay một trở nên báo động tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt trong những tháng cuối năm. Điều đáng lo nhất là trong khi các vụ việc bị phát hiện ngay một gia tăng thì các cơ quan chức năng lại đang lúng túng trong việc tìm giải pháp ngăn chặn triệt để nguồn thực phẩm bẩn này. 15 tấn thực phẩm là nội tạng, xương, chân giò, đuôi móng của bò, heo đang bị phân hủy vừa được phát hiện tại một nhà kho ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đáng sợ nhất, theo chủ cơ sở, thực phẩm có mùi hôi thối ở đây từng được tiêu thụ ở nhiều quán ăn trên địa bàn. Và nếu không bị phát hiện, toàn bộ số thực phẩm này cũng sẽ được mang đi tiêu thụ bằng cách như vậy. Cái chuyện chở các cái thực phẩm hư thối trên đường đi bắt, làm ăn bây giờ càng lúc càng chung là cũng là vì đồng tiền, người ta cũng lẽ là cần phải có cái kiểm soát chặt chẽ hơn. Trong năm 2017 cũng ghi nhận nhiều vụ việc thực phẩm bị phân hủy là thịt bò, thịt heo, sụn gà đang trên đường đưa về Đà Nẵng tiêu thụ. Nguồn gốc thực phẩm bẩn đưa vào Đà Nẵng gồm các tỉnh lân cận, phía Bắc, phía Nam và cả từ Lào chuyển sang. Kiểm soát theo cái hướng phương tiện chiều ra đó, thì đa số là một số xe chúng tôi dừng lại phát hiện xử lý chuyển giao thì người ta nói rằng chuyển về thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, công tác kiểm tra giám sát thực phẩm động vật đưa vào thành phố Đà Nẵng còn nhiều kẽ hở. Các trạm kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào thành phố hiện nay chỉ thực hiện kiểm dịch đối với các loại xe chở động vật chuyên dụng. Quản lý cái việc lưu thông vận chuyển thì cơ quan thú y thì chỉ kiểm tra những cái phương tiện mà người ta họ tự giác họ dừng, chứ còn người ta họ không tự giác họ dừng thì mình không làm được. Hiện nay, chăn nuôi của Đà Nẵng chỉ đáp ứng khoảng 10% thị trường thực phẩm động vật. Do đó, thực phẩm động vật vận chuyển từ nơi khác vào Đà Nẵng tiêu thụ chiếm đến 90%, tương đương hơn 45.000 tấn mỗi năm. Với số lượng thực phẩm động vật lớn như thế này, nếu công tác kiểm tra, kiểm soát vẫn lỏng lẻo, thì thực phẩm bẩn sẽ thật sự đe dọa đến bữa ăn của người dân và du khách. Như chúng tôi đã thông tin thì liên quan tới vụ bạo hành bé trai 10 tuổi xảy ra tại quận Cầu Giấy, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bố đẻ và mẹ kế của bé.
Bé trai này cũng đã tạm thời có cuộc sống ổn định hơn khi trở về với người mẹ đẻ. Tuy nhiên thì điều còn khiến dư luận bức xúc là hiện có cả một hệ thống cơ quan thực thi bảo vệ quyền trẻ em, nhưng trách nhiệm trong vụ việc này lại chưa được làm rõ. Kể từ ngày xảy ra sự việc bé trai 10 tuổi bị bố ruột và mẹ kế bạo hành, số nhà 41 cũng như tầng 3, nơi mà suốt 2 năm Ca bị bạo hành, luôn đóng kín cửa. Những ngày này, không còn ai muốn nhắc tới sự việc. Em hỏi anh đúng một câu thôi. Tại phường Nghĩa Đô có 37 tổ dân phố, đồng nghĩa với việc có 37 cán bộ làm công tác viên trẻ em tại đây. Thế nhưng khi chúng tôi liên hệ với cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở phường Nghĩa Đô thì tất cả đều với lý do bận việc và từ chối. Gia đình cháu sống ở nơi đó rất là khép kín. Chính vì vậy mà đối với tổ dân phố, cộng tác viên trẻ em cũng và những người xung quanh, những hộ ở đó không thấy cái việc cháu bị hành hạ. Chính vì vậy mà không nắm được. Nếu như mà đánh hành hạ cháu mà nắm được thì chắc chắn đối với tổ dân phố sẽ báo cáo ngay với chính quyền để chính quyền có cái biện pháp xử lý. Nếu đúng như lời của vị phó chủ tịch phường Nghĩa Đô, thì việc bé trai bị bạo hành, lỗi là do lối sống khép kín của nhiều gia đình, khiến cho công tác bảo vệ trẻ em của phường này gặp khó khăn nhiều như thế. Ở mỗi tỉnh thành, đều có ủy ban bảo vệ trẻ em tận cấp phường, xã, và có cả hệ thống 15 tổ chức cơ quan, làm công tác đảm bảo quyền trẻ em như tình trạng bạo hành đã chưa được kiểm soát. Ở đây nhiệm vụ chính là gì thuộc bên chỗ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cụ thể là bên chỗ bảo vệ trẻ em. Đấy là những đơn vị họ phải bắt buộc làm tốt nhất và làm với một tinh thần là chủ động thì có lẽ tốt hơn. Chứ còn bây giờ chúng ta đang thấy là đang có cái hiện tượng là gì? Hô khẩu hiệu và chồng lấn, không ai chịu trách nhiệm. Tất cả các đoàn thể của mình, rồi các cái cơ quan chính quyền mình là đầy đủ hết, đều có nhiệm vụ hết, đúng không ạ? Và hoạt động thì cũng nhiều phong trào lắm, nhưng mà những chuyện thiết thực này thì không quan tâm. Hình như là có những cái đoàn thể rồi những cái cơ quan đại diện như thế thì cũng chỉ có họp hành suốt ngày, cuối năm là báo cáo, rồi tổ chức một vài cái phong trào rất là rầm rộ nhưng mà nó không có thực chất. Thì thực chất đây chính bảo vệ trẻ em chính là những trường hợp như thế này. Ủy ban Nhân dân phường cũng như hệ thống mạng lưới cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em được triển khai ở cấp xã, được xem là sát sườn với dân. Thế nhưng sự việc xảy ra suốt 2 năm cũng không một ai biết, thì ai sẽ là người ra tay bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2017-2018, Nghệ An hiện đang thừa 1.400 giáo viên theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, thì theo định mức quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì con số này lại thiếu hàng nghìn người. Việc thừa thiếu cục bộ như hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy cũng như tâm lý của các thầy cô. Huyện Yên Thành, Nghệ An đang đối mặt với tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên, khi bậc trung học cơ sở thừa 60 giáo viên nhưng lại thiếu giáo viên bậc tiểu học và mầm non. Đơn cử như trường trung học cơ sở Bảo Thành, năm học 2016-2017 đủ chỉ tiêu 32 giáo viên giảng dạy ở 17 lớp học theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên năm học 2017-2018, trường này đã thừa 3 giáo viên do số lớp học giảm xuống 2 lớp. Tuy nhiên, bộ môn lý và hóa lại đang thiếu giáo viên trầm trọng. Cái khó khăn này thì phần nào vẫn cứ ảnh hưởng ít nhiều đến cái chất lượng. Đó là ví dụ như là giáo viên bồi dưỡng sinh giỏi, thì nếu như mà có giáo viên cả cái chuyên ngành, ví dụ như giáo viên vật lý mà học chuyên ngành lý ra thì cái kiến thức để giáo viên sử dụng và mà vận dụng để làm công tác nâng cao cái chất lượng nhà trường, đặc biệt chất lượng mũi nhọn thì sẽ tốt hơn. Là còn thiếu, tức là thiếu thừa thiếu cục bộ ấy, đang như là môn hóa, môn sinh, môn vật lý. Thì phòng cũng điều chuyển những cái trường mà thiếu ít sang cái trường thiếu nhiều để giảm cái định mức tiết cho các nhà trường. Trong năm học 2017-2018, Nghệ An thừa 1.400 giáo viên các cấp, trong đó nhiều nhất là tiểu học và mầm non, và thừa đến hơn 100 lãnh đạo. Tuy nhiên, theo mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì địa phương này đang thiếu hơn 2.000 giáo viên.
Nghịch lý này đang đặt ra một thách thức không nhỏ với cơ quan chức năng. Thì hai nguyên nhân chính đấy. Một nguyên nhân là do học sinh giảm. Nguyên nhân thứ hai là do cái số tiết của một số môn chẳng hạn như văn toán. Như văn thì giảm từ 5 tiết xuống 4 tiết. Toán giảm từ 5 tiết xuống 4 tiết. Thế dẫn đến thừa thể giáo viên cục bộ. Đối với giáo dục, có thể nghiên cứu để giảm bớt cái số biên chế trong các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là ở các phòng giáo dục và sở giáo dục đào tạo. Còn đối với các cấp học thì phải tính toán cụ thể từ cái số lượng học sinh chuyển thành số lớp và từ số lớp thì để có định mức giáo viên. Để giải quyết vấn đề thừa giáo viên, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những năm tiếp theo kiên quyết không ký thêm hợp đồng. Tuy nhiên, liệu đây có phải giải pháp hữu ích khi thực tế việc thừa giáo viên dồi dư bắt nguồn từ việc tuyển dụng không có kế hoạch và không xây dựng phương án rà soát, dự báo về kế hoạch phát triển trường lớp? Thực tế này ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy ngành giáo dục. Sáng tạo, đột phá, cập nhật những cái mới luôn là thế mạnh của thế hệ trẻ. Và điều này đã thể hiện rõ ở Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm nay. Đã có nhiều sự khác biệt được nhìn thấy từ sự kiện lớn của những người trẻ tiên phong. Một đại hội không giấy tờ cùng việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo cho hoạt động của đoàn. Người trẻ, những đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang chứng tỏ họ đang sẵn sàng hành trang trong thời đại cách mạng 4.0. Trải nghiệm không gian trò chơi thực tế ảo, theo dõi mô phỏng lịch sử bằng công nghệ không gian ảo. Khó có thể tin được đây lại là những trải nghiệm tại một sự kiện chính trị bằng tầm cỡ quốc gia. Có lẽ bởi vậy mà Đại hội Đoàn lần thứ 11 năm nay được coi là đại hội với không gian mở của những tư tưởng sáng tạo, đột phá. Đại hội lần này là đại hội lần đầu tiên áp dụng công nghệ 4.0 vào, và đối với em thì đương nhiên là một người trẻ thì rất thích được trải nghiệm, rất thích được khám phá những cái mới. Em cảm thấy nó rất là tiện lợi luôn, bởi vì sao? Mọi khi thì phải in ra rất là nhiều giấy, rất nhiều tài liệu để tra cứu rồi phòng ốc, vị trí, xe cộ đi lại của bản thân, của một đại biểu. Nhưng mà bây giờ thay vì phải làm rất nhiều thứ cồng kềnh như thế thì chỉ tích hợp trong đúng một cái app thôi. Và cái app đấy thì mình tra cứu, tích hợp tất cả vào trong đấy, mọi thông tin đều có ở đó và những cái đường dẫn, những cái thư mục folder đều rất là dễ dàng để truy cập. Sáng tạo công nghệ rõ ràng không chỉ đem lại trải nghiệm thú vị, tiện ích mà còn là chìa khóa cho bài toán tối ưu các nguồn lực trong tương lai. Điều đáng bất ngờ hơn cả là chủ nhân của những sáng tạo này lại chính là những bạn trẻ ở độ tuổi 20, trưởng thành trong ngưỡng cửa cách mạng công nghiệp 4.0 và đã chứng tỏ mình sẵn sàng đón nhận mọi thách thức và cơ hội mới. Chúng tôi hầu hết đều là du học sinh ở nước ngoài đi về Việt Nam và chúng tôi mong muốn là mang những cái công nghệ mới nhất mang về Việt Nam để công nghệ của Việt Nam sẽ bắt kịp được với xu hướng của thế giới. Bởi vì như các bạn cũng biết là bây giờ công nghệ 4.0 thì đang là một cơn bão và đã đến Việt Nam. Vậy thì tuổi trẻ của Việt Nam phải làm gì? Chúng ta phải làm gì đó để chúng ta có thể sánh ngang được với các cái cường quốc hoặc là những cái nước trong khu vực. Thì đấy là cái ấp ủ nguyện vọng của chúng tôi để mang đến được một cái không gian. Chính vì thế thì đại hội đây chính là một cái bộ mặt của thanh niên Việt Nam, là đại diện cho hoài bão ước mơ của thanh niên Việt Nam. Vì thế cho nên chúng tôi đã mang đến là những cái trải nghiệm về thực tế ảo, đưa chúng ta đi từ các kỳ đại hội, từ những kỳ thứ nhất đến kỳ thứ hai đến tận kỳ bây giờ kỳ 11, giống như chúng ta được đi lên một cỗ máy thời gian và chúng ta được du hành qua các cái thời gian và chúng ta tìm hiểu sâu xa ngọn nguồn của thanh niên Việt Nam từ ngày xưa đến bây giờ. Thì nhờ công nghệ chúng tôi kết nối được quá khứ của lịch sử và đến tương lai. Chỉ trong 20 năm nữa, 7 tỷ người trên thế giới sẽ chung sống với 7 tỷ robot. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã bước chân vào đời sống của con người sâu sắc hơn bao giờ hết. Và cũng không ai, ngoài những khối óc và bàn tay của tuổi trẻ, sẽ là lực lượng làm chủ tương lai, làm chủ được bước đi của mình giữa làn sóng công nghệ nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Vụ nổ bom ở ga tàu điện ngầm tại New York, Mỹ ngày hôm qua đã may mắn không có ai thiệt mạng. Hung thủ đã được xác định là có chủ đích khủng bố. Phản ứng trước sự cố này, thì Nhà Trắng đã kêu gọi nước Mỹ tiến hành những cải cách hệ thống nhập cư mà trước đó Tổng thống Trump đã khởi xướng nhưng vấp phải rất nhiều ý kiến, chỉ trích và phản đối. Trong cuộc họp báo nhanh tại Washington DC,
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nêu rõ, vụ nổ tại New York là bằng chứng cho thấy nước Mỹ cần phải tăng cường an ninh biên giới. Vụ tấn công này đặt ra yêu cầu Hạ viện phải làm việc với Tổng thống về cải cách nhập cư để đảm bảo an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân. Chúng ta phải bảo vệ các đường biên giới và đảm bảo rằng các đối tượng nhập cảnh vào đất nước ta không làm hại người dân. Chính sách của Tổng thống kêu gọi chấm dứt nhập cư dây chuyền gia đình mở rộng mà hung thủ đã thông qua đó để đến Mỹ. Nếu chính sách của ông ấy có hiệu lực thì kẻ tấn công đã không được phép vào nước Mỹ. Thủ phạm gây ra vụ nổ tại New York hôm qua là một thanh niên 27 tuổi đến từ Bangladesh và đã có 7 năm sống tại Mỹ. Bangladesh không nằm trong danh sách các nước bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng Nhà Trắng cho biết nghi phạm được phép vào Mỹ thông qua một hệ thống thị thực nhập cư gia đình mở rộng, cho phép các gia đình bảo trợ những người thân thích của họ tới Mỹ. Đây cũng chính là chính sách nhập cư mà Tổng thống Trump đang tìm cách chấm dứt. Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ nghi phạm trong vụ tấn công xảy ra tại quảng trường thời đại New York, Mỹ vào ngày hôm qua. Đó là Akayud Ula, một thanh niên 27 tuổi ở Brooklyn, đến từ Bangladesh. Ula đến Mỹ vào năm 2011 dưới dạng visa nhập cư và hiện đã có thẻ xanh. Sau khi nhập cư vào Mỹ thì Ula là nhân viên lái xe taxi từ năm 2012 cho tới năm 2015. Cơ quan cảnh sát cho biết nghi phạm vụ tấn công khủng bố chưa từng có tiền án nào trong quá khứ. Nguồn tin từ Reuters cũng cho hay, trong vụ việc mới xảy ra tại New York thì cơ quan điều tra đã tìm ra manh mối khẳng định nghi phạm đã từng xem video tuyên truyền của IS trên mạng. Với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga, thì quân đội Syria đã giải phóng 98% lãnh thổ khỏi các nhóm khủng bố trong vòng 2 năm qua. Và ngày hôm qua, ngày 11 tháng 12, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ lệnh cho quân đội Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria về nước vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng nước này bắt đầu rút quân khỏi Syria. Thượng tướng Sergei Surovikin, chỉ huy các lực lượng Nga tại Syria cho biết, đội rút quân đầu tiên bao gồm 23 máy bay chiến đấu, 2 trực thăng Ka-52 và một phần binh lính thuộc các lực lượng bổ sung, lực lượng tác chiến đặc biệt, lực lượng bệnh viện dã chiến và nhóm giả phá bom mìn. Trước đó, vào ngày 11 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra mệnh lệnh rút quân trong chuyến thăm căn cứ quân sự Hemim ở tỉnh duyên hải Latakia của Syria. Đây là lần đầu tiên ông Putin tới Syria kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này, theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng 9 năm 2015. Cuộc chiến tại Syria đã kết thúc. Tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng bắt đầu rút các lực lượng của quân đội Nga về vị trí triển khai thường trực. Đất nước đang chờ các bạn trở về an toàn. Cũng trong chuyến thăm, ông Putin khẳng định quân đội Nga và Syria đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt IS, một trong các nhóm khủng bố quốc tế tinh nhuệ nhất chỉ trong vòng 2 năm. Trong hơn 2 năm qua, quân đội Nga đã phối hợp chặt chẽ với quân đội Syria để tiêu diệt tận gốc nhóm khủng bố quốc tế. Theo quan điểm này, tôi quyết định hầu hết quân đội đang thường trực ở Cộng hòa Hồi giáo Syria sẽ trở về nhà. Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh quân đội Nga sẽ tiếp tục hoạt động hỗ trợ quân đội Syria nếu lực lượng khủng bố nổi dậy tại đây. Do vậy, căn cứ quân sự Hemim và trạm hỗ trợ kỹ thuật cho Hải quân Nga ở Tartus vẫn tiếp tục hoạt động. Một thỏa thuận tạm thời về tiến trình Brexit đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã đạt được giữa Anh và Ủy ban châu Âu. Tuy thỏa thuận này không có tính ràng buộc pháp lý, song Thủ tướng Theresa May đã cam kết rằng chính phủ của bà sẽ tôn trọng lời hứa danh dự này. Người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Margaret Sinnott cho biết, tuy không có tính ràng buộc về pháp lý, song văn kiện của trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit, ông Michel Barnier và Bộ trưởng Brexit của Anh, David Lavy, được xem như một lời hứa danh dự và chắc chắn sẽ được chính phủ Anh chấp thuận và ủng hộ hoàn toàn. Dự kiến, thỏa thuận trên sẽ được trình lên lãnh đạo 27 nước xem xét thông qua tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tại Brussels, Bỉ. Về phần mình, Thủ tướng Anh Theresa May hoan nghênh việc đạt được một thỏa thuận Brexit tạm thời với EU tuần qua. Bà khẳng định đây là bằng chứng cho thấy nước Anh có thể rời EU một cách êm ả và trật tự. Tuy nhiên, bà cảnh báo việc thanh toán hóa đơn ly hôn còn tùy vào thỏa thuận thương mại cuối cùng với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, một số nghị sĩ bảo thủ vẫn bày tỏ lo ngại về số tiền mà Anh sẽ phải trả sau khi rời EU. Ước tính từ 35 đến 39 tỷ bảng Anh, tương đương với 47 đến 52 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng May cho rằng mức thanh toán này là công bằng và nhấn mạnh Anh sẽ tuân thủ các cam kết. Bà cũng nói thêm rằng điều kiện thanh toán hóa đơn này là hai bên phải nhất trí về quan hệ đối tác trong tương lai. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm qua đã tuyên bố không có ý định kêu gọi tổng tuyển cử sớm, dù kết quả của cuộc bầu cử tại Catalonia vào ngày 21 tháng 12 tới như thế nào. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy kết quả giữa các đảng ủng hộ và phản đối Catalonia độc lập sẽ là khá xích sao và đảng nhân dân của Thủ tướng Rajoy có thể sẽ mất khoảng gần 6% tổng số phiếu. Theo đúng lịch trình, Tây Ban Nha sẽ tổng tuyển cử vào tháng 6 2020. Ông Rajoy cũng từ chối tiết lộ ý định có ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 3 hay không. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký chỉ thị không gian số 1 trao cho NASA sứ mệnh mới tập trung vào khám phá không gian nhằm chứng minh vị trí đứng đầu của Mỹ trong ngành công nghiệp vũ trụ, đồng thời để bảo vệ người dân Mỹ và kiến tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Trọng tâm của chỉ thị số 1 này là đưa người Mỹ trở lại mặt trăng và tạo nền tảng cho sứ mệnh sao hỏa dựa trên đề xuất của Hội đồng Không gian Quốc gia. Buổi lễ ký kết chỉ thị này có sự chứng kiến của các phi hành gia như Christine Koch, Peggy Whiston và Jack Smith. Lần cuối cùng con người đặt chân lên mặt trăng là vào năm 1972 trong sứ mệnh của tàu con thoi Mỹ Apollo 17. Hàng loạt nạn nhân của ô nhiễm không khí tại thủ đô Paris, Pháp đang chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý với chính phủ, trong khi nước Pháp đang diễn ra hội nghị chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Khói bụi từ các loại phương tiện giao thông đã khiến cho kinh đô ánh sáng ngày càng có nhiều đám mây bụi màu xám bay lơ lửng trên bầu trời, khiến nhiều tổ chức về môi trường lo ngại. Nhóm 30 nạn nhân ô nhiễm không khí ở Paris đã quyết định kiện các nhà chức trách Pháp vì không có những biện pháp và hành động đủ mạnh để bảo vệ người dân khỏi ô nhiễm không khí. Theo nhóm môi trường hít thở của Pháp, năm 2013, thủ đô Paris, Pháp đã có 139 ngày chất lượng không khí vượt quá mức cho phép. Thể thao điện tử đang nở rộ ở Trung Quốc, thậm chí nhiều trường đại học hàng đầu ở nước này còn chính thức mở chuyên ngành đào tạo thể thao điện tử hệ cử nhân với mục tiêu là sản sinh ra thế hệ game thủ chuyên nghiệp. Các trường này đang nắm bắt xu hướng bùng nổ của thị trường game tại Trung Quốc, vốn được dự báo sẽ đạt doanh thu là vào khoảng 27,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong một lớp học ở ngoại ô Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, 48 thanh niên đang ngồi trước màn hình, tập trung dùng bàn phím và con chuột để điều khiển nhân vật của mình chiến đấu trong trò chơi Liên minh Huyền thoại. Họ đều là những sinh viên Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên, một trong rất nhiều trường đại học ở Trung Quốc có ngành đào tạo thể thao điện tử. Em Trang Siu, một trong số những học viên, bày tỏ hy vọng sẽ kiếm được một công việc có mức lương hàng nghìn đô la một tháng sau khi kết thúc chương trình học kéo dài 3 năm. Em cũng có nhiều mối băn khoăn về tương lai khi mà hiện tại môn thể thao điện tử vẫn chưa được nhiều người Trung Quốc coi trọng. Nhưng có thể mọi thứ sẽ thay đổi và em sẽ là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Sự bùng nổ của lĩnh vực game trực tuyến ở Trung Quốc có thể được minh chứng bằng quy mô và sức hấp dẫn của trận chung kết game Liên minh Huyền thoại vừa diễn ra ở Bắc Kinh. Hơn 40.000 người tập trung tại sân vận động Tổ Chim, nơi từng diễn ra các môn thi đấu của Olympic 2008, để theo dõi các game thủ so tài, giành giải thưởng 4 triệu đô la Mỹ. Sự xuất hiện của thể thao điện tử phản ánh một giai đoạn đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội, bởi thể thao điện tử là một hoạt động trải nghiệm và gắn liền với kinh nghiệm của mỗi người. Và trong tương lai, xu hướng mọi người tham gia vào trò chơi điện tử có thể so với việc họ trả tiền để xem phim hiện nay. Do đó, tương lai của lĩnh vực này là đầy triển vọng. Đối với người chơi và những người đang sẵn sàng đặt cược công việc trong tương lai vào lĩnh vực thể thao điện tử là vậy. Còn đối với các nhà phát triển game như Tencent, NetEase hay Alibaba, thì cuộc chiến giành thị phần của họ cũng đã bắt đầu. Bản tin tối nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.